Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau phiên bế mạc tại văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc cùng các lãnh đạo chủ chốt để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc trong thời gian tới. Theo kết luận hội nghị Trung ương 9 đã đề ra, tham dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa 15, bầu các chức danh, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Có thể khẳng định, trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13 và nửa đầu năm 2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng, xử lý kịp thời có hiệu quả các vấn đề đột xuất phát sinh kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng, chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới, lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi, chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân mà trước hết là trong ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt, bộ chính trị, ban bí thư phải thật sự đoàn kết, thật sự gương mẫu, toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung. Cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm 2024 của ban chấp hành Trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư. Khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương, sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết, xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội 14 của Đảng để trình hội nghị Trung ương 10. Khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng, bảo đảm chặt chẽ, sát thực. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ với các nước, các đối tác quan trọng, ưu tiên thúc đẩy và tổ chức chu đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Làm tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ chính trị hiện có 16 người. Trước đó, đầu nhiệm kỳ khóa 13 có 18 người được bầu vào bộ chính trị, sau đó 6 người thôi nhiệm vụ. Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa 13. 1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. 2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng. 3. Đồng chí Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư. 4. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 5 đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương. 6. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. 7. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. 8. Đồng chí Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 9. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. 11. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 12. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. 13. Đồng chí Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. 14. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. 15. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 16. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng ngày 16 tháng 5, tại hội nghị Trung ương 9 khóa 13, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Cũng tại phiên làm việc, Trung ương đã tiến hành bầu bổ sung ông Lê Minh Hưng làm ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Ông Lê Minh Hưng sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970. Ông có học hàm, học vị Thạc sĩ Chính sách công, Lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Minh Hưng là bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, tránh văn phòng Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tháng 11 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Lê Minh Hưng trưởng thành từ cán bộ ngành ngân hàng. Ông đã kinh qua các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại phiên khai mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024 tại thủ đô Hà Nội, Trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Theo đó, Trung ương đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương tránh văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Bà Bùi Thị Bình Hoài, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương. Ông Đỗ Văn Chiến, bí thư Trung ương Đảng, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Lê Minh Hưng, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1970, quê quán huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, học hàm học vị thạc sĩ chính sách công, lý luận chính trị cao cấp. Ông Lê Minh Hưng là bí thư Trung ương Đảng khóa 13 tránh văn phòng Trung ương Đảng khóa 12, 13, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào tháng 11 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1962, quê quán xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, trình độ chuyên môn, cử nhân khoa học xã hội và nhân văn, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh ngày mùng 10 tháng 11 năm 1962, quê quán xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, dân tộc Sán Dìu. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư nông nghiệp. Ông là bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13. Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh ngày 12 tháng 1 năm 1965, quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Bùi Thị Minh Hoài là bí thư Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10, dự khuyết 11, 12, 13, trưởng ban dân vận Trung ương khóa 13, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 12, đại biểu Quốc hội khóa 15.